Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một video tâm sự. Thì anh em có hỏi mình là một tháng anh làm được bao nhiêu tiền từ YouTube? Rồi thì cũng chẳng giấu anh em làm gì cả. Hôm nay thì mình xin trả lời luôn cho anh em. Với cái lượng view hiện tại trên mỗi clip trên kênh của Sĩ Kẹo đây, thì các bạn có thể thấy được rằng là khi mà một video mình đăng lên trong vòng một ngày ấy, thì nó sẽ có tầm khoảng là từ 30.000 đến 40.000 view. Thì YouTube nó sẽ trả tiền cho mình tầm khoảng là từ 3 đến 4 đô trong cái video đấy. Tức là anh em thấy được rằng là số tiền YouTube nó trả cho mình không nhiều. 3 đến 4 đô la trong mỗi clip, nó rơi vào tầm khoảng là từ 60.000 đến 80.000. Vâng, một tháng như vậy thì tổng tiền lương mình làm từ YouTube nó chỉ tầm khoảng là 200 đô thôi anh em ơi. Với cái số tiền này thì khi mà các bạn đổi qua tiền Việt thì nó rơi vào tầm khoảng là gần 5 triệu đồng anh em ơi. Với 5 triệu đồng thì một tháng mình đã phải trả tiền nhà là 3 triệu đồng rồi anh em. Vâng, thì anh em thắc mắc là số tiền còn lại là 2 triệu đồng đúng không ạ? 2 triệu đồng này ấy, thì mình trả tiền điện. Tiền điện thì mình nấu bằng bếp điện, thế nên là nó cũng khá là hao, cũng như là tiền để chạy cái dàn PC của mình. Mỗi lúc mà render video hay là live stream thì cái máy tính của mình nó cũng ăn khá là nhiều điện. Rồi là khi mà live stream thì các bạn cũng sẽ phải bật điều hòa nữa để cho mồ hôi tay nó không được ra ấy. Rồi là tiền mạng hàng tháng nữa thì mình đăng ký cái gói mạng tầm khoảng là 300.000 để có thể live stream ổn định cho anh em. Làm sao mà cho live stream nó mượt, nó không bị giật lag cũng như là chơi game nữa. Cuộc sống mà, tính ra là tiền điện này, tiền mạng này, rồi là tiền nước nữa, thì một tháng nó tiêu tốn ở đây thêm 1 triệu đồng. Và cái phần còn lại là chỉ còn lại 1 triệu đồng mà thôi. 1 triệu đồng thì các bạn biết rồi đấy, mình đi lại thì mình cũng phải đổ xăng, lại tốn tiền xăng xe này. Rồi là mình cũng phải mua sắm những cái đồ, những cái thức ăn. Đơn giản thì mình phải lo từng bữa ăn mọi người ạ. Anh em có hiểu không? Cuộc sống mà, con người của chúng ta thì phải có nhu cầu ăn uống này, rồi là ngủ nghỉ ngơi nữa. Với 1 triệu đồng này thì các bạn đoán xem một bữa ăn của chúng ta là bao nhiêu, và các bạn nhân theo tháng xem. Thật sự rằng là 1 triệu đồng này nó chẳng đủ ăn nữa, huống chi là mình còn phải kiếm tiền mình nạp game. Thế nên là đây là lý do tại sao mình đi chạy xe ôm, mình chạy Grab anh em ơi, để kiếm thêm thu nhập trong cuộc sống thôi. Và nếu như mà các bạn yêu quý mình, các bạn thích xem những cái video của mình, thì các bạn có thể là like và chia sẻ cho video này. Để video có được nhiều người xem thì mình sẽ có được nhiều tiền hơn. Và khi mà mình không phải lo bữa ăn từng ngày nữa, cũng như là nhu cầu của cuộc sống nó tốt hơn, thì chắc chắn rằng là sẽ sản xuất cho anh em xem cực kỳ là nhiều video chất lượng về game Free Fire. Thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là anh em xem video, anh em like video và chia sẻ cho video thôi, chứ mình cũng chẳng cần anh em phải donate ủng hộ cho mình gì cả. Thật sự là cuộc sống này khá là khó khăn mọi người. Đã có những lúc mình nghĩ rằng là mình sẽ nghỉ làm YouTube để chuyên tâm hơn vào một cái việc gì đấy. Có thể là mình sẽ đi học lại chẳng hạn này. Bởi vì là YouTube thì nó không phải là một cái ngành nghề mà có thể gọi là kiếm tiền lâu dài để mà nuôi cái bản thân các bạn, nuôi dưỡng cuộc sống của các bạn. Đôi lúc mình nghĩ rằng mình sẽ dừng lại, nhưng mà thôi, một cái niềm động lực nào đấy vẫn khao khát mình làm YouTube. Và thật sự rằng là mình muốn làm video cho anh em xem, chơi game những cái trận đấu hay, cũng như là live stream với các bạn. Ngày trước thì có thể là khi mình live stream với các bạn thì mình chia sẻ về cái mẹo chơi game nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống nó khó khăn quá mà. Đôi khi là lên live stream chính là những cái lúc mình than thở về cuộc sống, chính là những cái lúc mình buồn. Và cũng rất là may mắn khi mà mình có những cái fan chân chính và các bạn luôn dõi theo mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vâng thì mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có fan ở đây rồi. Ok anh em, ngày hôm nay thì đến với một cái sự kiện mới của game Free Fire, lật thẻ chiến binh. Các bạn sẽ mất 29 kim cương mỗi lần lật thẻ.
và các bạn lật được huy hiệu thì mỗi cái huy hiệu các bạn sẽ đổi được một cái bộ trang phục. Và ở đây thì anh em có 3 bộ trang phục, đó là bộ trang phục Lego, chúng ta có bộ trang phục lôi nhện và hỏa phụ nữa. Ok, thì về chương trình lật thẻ này chủ yếu là nó hên xui thôi anh em ơi. Sau khi mà mình lật thẻ thì hết được khoảng 1.000 kim cương, mình đã có đủ 3 bộ trang phục luôn. Wow. Và đây thì tôi sẽ tiếp tục sâu luôn cho anh em xem. Ở đây có bộ trang phục lôi nhện. Wow, thật là ngầu phải không nào mọi người ơi. Và đang còn thêm một cái bộ trang phục nữa nha anh em. Và đây chúng ta có người xếp hình. Wow, cực kỳ là đã luôn, với 1.000 kim cương nhận được 3 bộ trang phục. Hello anh em, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với trận đấu Free Fire ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy là hiện tại thì mình đang mặc cái bộ trang phục lôi nhẹ đây rồi. Đó chính là cái bộ trang phục mà mình lấy được từ cái sự kiện lật thẻ chiến binh nha anh em. Và mình phải nói là sự kiện này thì nó cũng khá là ngon. Khi mà mình chỉ mất 1.000 kim cương, chúng ta có là 3 bộ trang phục luôn. Phải nói là vô cùng xịn sò. Ngày trước thì quay cái bộ trang phục hỏa phụng nó khá là khó. Đó mà bây giờ anh em có bộ hỏa phụng nó cực kỳ là easy. Đúng không nào mọi người? Số nha anh em. Và trong trận đấu này của chúng ta còn lại đó là 17 người chơi nữa. Xem như nào đi kiếm chúng nó và kill thôi nhỉ. Vấn đề đó là trận đấu nào. Thì kẹo cũng mong rằng là sẽ được top 1. Hôm nay thì cũng sẽ cố gắng và sẽ sống hết mình trong video nha mọi người. Let's go. Hiện tại thì mình đang ở phía trường học và không có ai cả. Wow, không biết là anh em trốn đâu rồi đúng không nào. Thôi thì cũng kệ các bạn ơi. Đơn giản thì là từ từ rồi là khoai sẽ nhừ ở đấy. Mà gạo thì sẽ nấu chín thành cơm bạn. Uầy, vãi. Chạy đâu hả em ơi? Chạy đâu không em ơi? Uầy, chán thế mất dấu rồi. Chạy lẹ lên vả nó luôn. Không hiểu sao thằng bé chạy kiểu gì mà tinh vi quá nhở. Thanh niên, đứng lại em ơi, à đây ạ. Uầy, vãi. Gì mà căng vậy? Không sao. Đơn giản thì mình đã dựng băng keo lên được rồi. Và thanh niên lên trầu trời luôn. Ok, chúng ta có bao nhiêu đây? Còn lại 15 người chơi nữa thôi. Cố lên nào anh em. Và mình sẽ xem như nào mình qua mình lượm xác nó luôn nhá. Đây rồi anh em. Vâng, phải nói là rất là nhiều đạn tiểu liên luôn. Và cái vấn đề nữa đó là mình sẽ kiếm thêm máu thôi. Các bạn thì đạn tiểu liên nhiều quá nhở. Đây anh em, và lượm thêm máu này. Ok, lúc này thì chúng ta đã có 5 túi máu rồi. Về phần mìn thì mình không hay xài cho lắm, thế nên là mình cũng không lượm. Bởi vì là lượm nó chỉ thêm chật chỗ ba lô thôi. Anh em có xài được mà. Vâng, cực kỳ là ngon khi mà Sky chúng ta có luôn giảm thanh. Uầy, rất đã luôn. Ông ngắm 1x, quá ngon luôn. Và không còn gì để bàn cãi nữa nhở. Anh em ơi, tiếp tục cuộc hành trình và lên trên cổng chơi thôi nào. Cố gắng kiếm thật là nhiều kill trong trận đấu ngày hôm nay nhá. Let's go, chúng ta lên đường. Ăn liệu đi em ơi. Ui, vãi, mình ngáo thế anh em. Thằng bé mãi ngoài cơ. Ok luôn. Như vậy thì ngày hôm nay trong trận đấu này mình đã có được 7 kill rồi. Rồi nhá anh em, xem là qua lượm xác nó chúng ta sẽ có gì nào mọi người. Uầy, khá là ngon luôn. AK thì nó là một cây súng củ của mình, nên là mình vừa đổi qua AK rồi nha anh em. AK nên là kẹo sẽ không xài giảm thanh, mà xài nòng ba để tăng hết sức mạnh của AK nhá. Vãi lúa, câu lựu luôn. Ghê nhỉ. Anh lại để chủ quá cơ. Lên bảng luôn. Vật 8 kill rồi mọi người ơi. Tầm này là chỉ còn một kill cuối cùng nữa thôi thì kẹo sẽ có được top 1 trong trận đấu ngày hôm nay. Uầy, tranh thủ nhanh lượm đồ cái anh em. Và các bạn ơi, mình là mình chưa biết thằng cuối ở đâu cơ. Có thể là nó ở ngay phía trước mặt. Cái này thì kẹo cũng không chắc chắn nữa. Không biết là anh em thấy thằng cuối chưa nhở. Mình nhớ là nó. À đây, ngoài này. Tưởng gì cơ, vãi hàng. Phải công nhận là thằng bé bắn khá là rát luôn anh em ơi. Nhanh quần máu cái. Uầy, bo đang thu lại luôn. Các bạn thì căng chưa nhở. Vãi cả hàng. Anh em ơi căng thế. Let's go. Chạy luôn vào ngay. Căng thế này chơi gì. Uầy, ok ok. Không sao, chúng ta đã vào được trong này rồi nhá. Uầy, vãi luôn. Chạy qua để công mình cơ. Vãi nhở. Nào. À, tầm này thì mình không có liệu. Hoài thế nhở.
Bom keo cũng không có này. Thôi sau anh em ơi, số khá là xui. Liệu không có, bom keo không có, anh em bảo là chơi thế nào? Rồi nha anh em. Thôi thì có lẽ mặc theo số phận với anh em ấy. Vãi hàng, thằng bé vẫn đang đứng sau bom keo này. À, đã chạy vào trong gì cả. Nào, let's go, qua vả nó luôn anh em. Đây rồi, đi móc nó thôi. Anh xem chú làm gì ở đây. Vãi hàng nhờ. Thôi các bạn ơi, chắc là mình chạy theo phía này đi. Vừa ngay quả thùng rác. Khoai vậy. Cho bao thu cái nào. Nào, qua đây em. Úi dối, tuổi gì này. Vãi hàng. Nó ô xanh. Phát này chịu rồi. Thằng bé nó có tưởng để núp anh em. Thôi, thua nó hay làm máu. Anh em ơi, bye bye. Tập này thì kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.